Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum, phát trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum. Trong trang địa phương kỳ này, chúng tôi có phóng sự Công an thành phố Kon Tum lá chắn thép phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, để giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, trong những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Kon Tum luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, tạo nên hình ảnh trìu mến và gửi trọn niềm tin cho nhân dân. Nhằm thực hiện nghiêm các quy định và các biện pháp phòng chống dịch của địa phương, Công an thành phố đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, phương án phối hợp với các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch hiệu quả, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Tập thể lãnh đạo Công an thành phố đã triển khai các phương án, phân công cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Lực lượng công an đã tham gia tại 6 cái chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là chốt kiểm dịch Sao Mai, tham gia các cái tổ truy vết để xác định các cái trường hợp F1, F2. Đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bất kỳ hoàn cảnh và thời gian nào. Khi có yêu cầu thì lực lượng Công an thành phố đã có một cái đội truy vết phối hợp cùng với lực lượng y tế để xác định các trường hợp F1, F0, kiểm tra, xử lý các cái cơ sở kinh doanh và người dân để thực hiện không nghiêm cái quy định về phòng chống dịch. Với phương châm của toàn lực lượng, mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Tại chốt kiểm dịch y tế Sao Mai, lực lượng cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, trực 24/24, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, kịp thời xử lý những trường hợp chống đối, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Thứ nhất là cái điều kiện thời tiết ở đây là ngày thì nắng nóng, tối thì sương, thời tiết lạnh. Mà các anh em mà mặc cái bộ đồ bảo hộ này thì cảm giác là nhiều khi rất là khó chịu. Rồi bên cạnh đó là cái lưu lượng xe cũng như người vào cái địa bàn thành phố Kon Tum là nhiều. Rồi thời gian nó dang trải cả đêm cả ngày. Nên các anh em cũng gặp một số cái khó khăn. Bản thân là quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Tình hình dịch bệnh phức tạp không chỉ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế xã hội mà còn ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy, đòi hỏi lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở đã có những giải pháp quyết liệt, nòng cốt là lực lượng công an xã, phường. Các tổ tuần tra kiểm soát tăng cường tuần tra 24/24 tại các địa bàn, các tuyến đường giao thông, khu vực nội thành, kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để hoạt động phạm tội, các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch như ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, không tuân thủ cách ly tại nhà, khai báo y tế không trung thực. Công an phường Quyết Thắng, phân cảnh sát khu vực xuống phối hợp các tổ cộng đồng với các khu dân cư để bám sát địa bàn, nắm người dân từ các vùng dịch trở về để kịp thời khai báo y tế, đồng thời là những người có quyết định cách ly tại nhà thì sẽ treo biển và thường xuyên kết hợp với trạm y tế phường, thường xuyên nhắc nhở và điện thoại kiểm tra để khi nào có quyết định hết cách ly thì mới cho ra khỏi nhà. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ còn tập trung cùng lực lượng chức năng các xã có địa bàn giáp ranh với tỉnh Gia Lai, thường xuyên tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm trên các đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình trốn tránh, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vào địa bàn. Cùng với đó, lực lượng công an từ thành phố đến các xã, phường đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng yếu, các tuyến đường giao thông, khu vực đông dân cư, kịp thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch. Thì chúng tôi thực hiện là trực ở đây là 24/24 và dừng tất cả các phương tiện mà đi vào tỉnh để đảm bảo an toàn cho tỉnh của mình. Đồng thời thì gặp những cái trường hợp mà mình nghi ngờ phát hiện những cái đối tượng mà các chốt gửi về thì yêu cầu họ khai báo. Sau đó thì thông báo cho ban chỉ đạo để ban chỉ đạo đưa ra các cái hướng xử lý, rồi chúng tôi thực hiện các hướng xử lý. Dịch bệnh kéo dài, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân lao động vẫn còn tụ tập tại các chợ tự phát, khu vực ngoài chợ để buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Trước tình hình này, hàng ngày lực lượng công an luôn có mặt để phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo thông thoáng cho người dân ra vào chợ an toàn, tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Ngoài cán bộ chiến sĩ tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm, khu vực phong tỏa, cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến, 100% cán bộ chiến sĩ còn lại trực tại đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng khi có yêu cầu. Cùng với công tác tham gia phòng chống dịch, lực lượng công an thành phố còn đẩy mạnh công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn, quyết liệt phòng chống tội phạm. Trong 7 tháng đầu năm, Công an thành phố đã xử lý trên 140 vụ án các loại, nhận gần 100 tin báo tố giác tội phạm và tích cực thực hiện 2 dự án về xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố. Chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát vào ban đêm, đặc biệt là vào những địa bàn tuần tra ở những địa bàn trọng điểm và những giờ trọng điểm để nhằm kịp thời phát hiện những đối tượng nghi vấn, kịp thời để phát hiện và bắt giữ, rà soát lên danh sách các cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn, theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các đối tượng này. Những đối tượng có bất minh về thời gian, bất minh về kinh tế. Khi mà tội phạm đã xảy ra thì chúng tôi nhanh chóng, kiên quyết để điều tra và xử lý nghiêm, bất kể đối tượng đó là ai. Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an thành phố đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động phát hiện, đấu tranh, kịp thời làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống. Các đội nghiệp vụ bám địa bàn, linh hoạt, sẵn sàng phương án xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định trật tự trị an, không để bị động bất ngờ. Cùng với đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố thời gian qua tiếp tục được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình phòng chống tội phạm tiếp tục được duy trì, phát triển và nhân rộng. Từ đó đã quy tụ được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực. Thì hàng ngày chúng tôi cũng đều có các cảnh sát khu vực xuống các khu dân cư để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các loại đối tượng hình sự ma túy ở trên địa bàn để giúp cho đối tượng hiểu biết được và nhận thức được trách nhiệm của bản thân mình trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Ngoài ra, chúng tôi còn tham gia trong các mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự. Ví dụ chẳng hạn tại tổ 3 thì tổ mô hình này cũng đã phát huy vai trò trong công tác phòng chống dịch. Cái thứ hai nữa là có cung cấp cho chúng tôi được nhiều cái tin báo về an ninh trật tự. Biết rằng nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với bản lĩnh, tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, những bước chân của cán bộ chiến sĩ công an thành phố vẫn đều nhịp trên đường tuần tra. Bóng dáng người chiến sĩ công an luôn hiện hữu mọi nơi để thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng, đó là bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trang địa phương kỳ này của Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông thành phố Kon Tum đến đây là hết. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.